Ở này theo cái yêu cầu của anh em thì mình test cái con máy 024 này cho anh em coi nhé. Máy 024, máy rất là đẹp luôn. Hôm trước rửa đáy sạch sẽ rồi, cứ để không đấy, nó hơi bụi chút xíu. Mình mới pha xăng nhớt đây nha. Cho thêm nhé. Một can này 5 lít mấy mà mình cho 25 26 cái nắp này. Riêng máy của toàn máy bãi thì anh em không phải lo về cái chuyện này kia đâu. Thì hàng mình, riêng máy của mình pha rất là nhiều nhớt. Từ máy cắt cỏ cho đến máy cưa. Mình pha nhiều nhớt lắm anh em. Nên là chạy anh em thường hay nói là sao máy gì như máy cháy rồi, với máy gì khói quá đó. Tại vì cái máy của mình pha nhiều nhớt thôi, đơn giản vậy thôi. Mình không muốn trong cái quá trình mình chạy mà nó không có khói, không có nhớt thôi. Thì anh em nào đang xem thì hãy để cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé. Một like và đăng ký kênh. Bây giờ cái máy này có lẽ mình cũng sẽ phải rũ lại sên anh em ơi. Rồi gần đây rồi. Rồi con 024 nha. Sơn gìn đẹp lắm. Mình sẽ gắn nam sên vô luôn. Để cho anh em coi bên phần bên trong này. Quay sát vào đây em. Anh em thấy không? Phần bên trong này còn đẹp leng keng luôn. Anh em thấy chưa? Rất là đẹp luôn nhé. Này, phần nhông này, từ phần này rất là trắng luôn. Rất là trắng. Đó, ốp lam này rất là đẹp. Anh em thấy không? Những cái phần đốm đốm này thì là do cái máy bao nhiêu năm rồi, nó để thì nó cũng có sơn, nó tất nhiên là nó cũng phải có chảy anh em. Máy này xài rất là ít. Thì cái mức độ máy xài ít hay xài nhiều anh em chỉ cần nhìn vô phần bên trong này này. Phần bên trong này là anh em sẽ thấy. Thì mình sẽ test luôn con máy này cho anh em xem. Mình thực hiện cái lời hứa với anh em, tại vì hôm trước là có nói hứa test cái con máy này mà chưa có test được, tại vì công việc quá nhiều luôn. Cái cựa thì cũng đang làm, còn lu bu cả. Hôm qua đi một lô, hôm qua đi một lô khá nhiều cựa rồi, nay tiếp tục đi tiếp. Hơi trùng xích. Tăng xích này chút xíu nha. Thì review test con 024. Con này là nòng của nó là 42 ly hả? 42 ly, 42cc luôn. Con này mình sẽ báo giá ở cuối video nhé. Anh em xem test xong rồi mình sẽ báo giá ở cuối video luôn. Rồi, giờ khởi động máy thì bóp cái này xuống. Bóp ga, nhấn ngay xuống này. Bóp ga, nhấn cái cò này xuống. Ba cái là xăng lên rồi. Rút ba cái là xăng lên rồi.
nhớt chứ anh. Bơm nhớt rất là tốt anh em nhé. Cắm xích này. Để mình xem con xích. Rồi xích cũng còn khá là bén anh em. Khá là bén. Chưa thèm rũa nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi test luôn cái máy này. Thì mình sẽ đi ra test tận nơi tại cây gỗ luôn. Rồi. Rồi, qua đi. À, trước khi mình test đi thì mình có quay cho anh em cái số series nhá. Cái số series của máy này. Số series nó nằm ngược bên này. Đó. Thấy không? 1127. Chỉ cho nó trước. Đó, nói chung là anh em mờ mờ. Rồi ok. Cái số của nó là 0057 nha anh em nhé. 0057. Bây giờ mình sẽ test luôn. Bóp ga xuống, kéo ga lên một chêm ga lên nhá. Cùn quá, phải đi về rũa thôi. Mình test nốt cái đường này rồi mình về mình rũa nhá. Rũa xong rồi ra test tiếp. Đó, bây giờ mình sẽ về mình mài cái rũa cái xích này xong rồi mình sẽ ra mình test tiếp anh em ạ. Rồi, bây giờ mình tiến hành rũa luôn anh em nhé. Thì trong cái clip mà rũa xích thì mình cũng có nói với anh em rồi. Anh em rũa thì anh em nhấc xoáy cái mũi rũa lên một chút để cho cái hầu này nó móc vào trong, nó cuốn thành một cái đường tròn và cái mũi này nó phải bén, nó mỏng nha anh em nhé. Cái xích mình tăng nó. Vậy là cắt nó sẽ rất là bén, nhẹ máy, máy ăn rất là ngọt. Đó. Nó phải có cái mũi móc này anh em nhé. Còn nếu mà nó ngửa ra đằng sau, nó không có cái mũi mình sờ vào mà nó không có cái mũi móc á, thì nó sẽ rất là cùn. Nãy sờ thì thấy nó cái mép nó mỏng nhưng mà cái mũi nó kém quá. Bây giờ mình sẽ rũa sang bên này. Anh em lưu ý là cái mũi này nếu mà nó bị mòn quá nhiều á thì anh em hất nó lên nha anh em nhé. Hất nó lên để cho nó tạo được cái đường chéo, tại vì có những khi mà nó thành cái đường tròn luôn. Nó tròn tròn như thế này, cạnh nó tròn như thế này luôn. Thì cái bộ rũa cái xích thì nó cũng phải nhiều khi anh em cũng phải có một cái kiến thức sơ đẳng nhất để anh em
đũa cho nó bén. Và anh em lưu ý là có những cái đời máy anh em không nên kéo ngược xích nhé. Anh em kéo ngược xích thì nó sẽ bị nhiều khi nó tuôn cái nhông kéo cái bơm nhớt ở bên trong anh em. Còn cái đời này thì thoải mái luôn. Này anh em này thấy à, cái đường này thì xéo nhưng mà đến nửa cái cọng xích thì cái đoạn này nó băng mất rồi, nó mất hẳn cái mũi đi rồi. Bây giờ mình sẽ hất lên, mình vừa rũa vừa hất lên nhé, để cho nó bay cái phần mà nó sửa lại cái phần mũi xích nó chút xíu. Này, cái này thì nó bằng tịt luôn, hèn gì cắt nó không có vào cố. Sửa mũi xích này nó khá là mất thời gian. Thì đó là mình rũ xong rồi anh em. Bây giờ mình sẽ hạ bớt cái tì này xuống anh em nhé. Anh em đặt cái rũ này lên hai cái mắt xích này để ý cái tì này. Cái tì này bây giờ nó đang sát xịt luôn. Anh em hạ nó xuống một tí nhé. Hạ cái tì này thì anh em hạ ít thôi, đừng hạ nhiều quá. Hạ nhiều quá mà mình cắt nó sóc lắm. Mình xẻ thì mình mới hạ nhiều. Hạ tì cái đường mình này, mình xa một tí đi. Vậy là xong anh em, mình hạ như vậy là nhiều đó anh em nhé. Mình xẹt hai cái mà mức độ mà cái đá này nó ăn rất là mạnh, nên là có thể là cái đường bào nó sẽ ăn rất là sâu. Thì bây giờ mình sẽ đi ra test luôn, rồi đi thôi anh em. Bây giờ mình sẽ test xem là cái mức độ nó ăn cái dăm bào nó có khác không nhá. Mình sẽ cào cái dăm bào này ra anh em, mình sẽ bốc cái dăm bào này ra riêng một chỗ nhá. Rồi ok, đó mình để riêng ra đó. Rồi xem tiếp tục xem cái dăm bào này nó có khác hơn. Mm-hmm.
rất là êm. Rồi bây giờ mình xem lại cái dăm bào này anh em này. À chà, bụi quá. Rồi, xin lỗi anh em nhé. Anh em thấy không, cái dăm bào này nó dài hơn rất là nhiều. Anh em thấy không, nó dài hơn và nó bào sâu hơn. Đây anh em thấy không, anh em thấy không, cái dăm bào này này nó vụn này, còn cái dăm bào này nó dài này. Anh em thấy không, anh em thấy hai cái dăm bào nó khác nhau không? Đó, tại vì sao anh em, cái kỹ năng cắt của mình và cái kinh nghiệm, nói là kinh nghiệm đi, thì kinh nghiệm cắt của mỗi người thì mỗi khác, và kinh nghiệm rũa xích thì mỗi người mỗi khác. Anh em thấy không, cái hạ tỳ đó nó quyết định cái đường bào này. Lấy nét đây giúp anh nhé. Cái việc mình hạ tỳ và rũa xích á, nó quyết định cái đường bào này nó ăn sâu hay là ăn cạn. Đấy, anh em thấy không, nếu mà mình hạ tỳ nhiều thì nó, cái đường bào nó rất là sâu và nó phạm, và nó sẽ ra những cái nó không có được dài. Cái đường bào nó không có được dài thì đây là mình hạ tỳ nó, mình nghĩ là nhiều, nhưng mà thấy cái lực máy này nó kéo rất là tốt, nó kéo ra cái đường bào khá là dài và nó không có bị vụn, anh em hiểu không. Còn những cái như thế này, cái lần trước chưa có rũa, chưa có hạ tỳ thì nó cắt nó rất là chậm. Thì bây giờ mình sẽ test lại, cắt lại cho anh em một lần nữa. Nếu anh em thấy ok thì hãy để cho mình xin một like nhé. Và giá con máy này mình bán cho anh em là 5 triệu mình bao ship. Nếu anh em nào chuyển khoản hết thì mình sẽ bớt cho anh em 100.000. Đó là 4.9 triệu. Làm trong cái dịp này là mình kỷ niệm mình được 10.000 shop anh em. Đó, được 10.000 shop thì mình bớt cho anh em là lấy con này 4.9 triệu, mình bao ship cho anh em nhé. Nó lôi cả cái gỗ đi. Rồi ok nha. Thì đây là cái máy rất là sạch. Rất là sạch. Rất là sạch, và nói chung là con máy này rất là hoàn thiện, đẹp. Trong tầm giá chỉ bằng một con máy 250 MiG 3 China. Thì anh em nào lên cần thì hãy liên hệ ngay trực tiếp cho mình với số điện thoại là 0947207718 nhé. Số điện thoại của mình có sử dụng Zalo nên anh em vào Zalo để mình làm việc trực tiếp, và nếu cần thì có thể alo trực tiếp cho mình. Xin chào anh em nhé. Xích thì còn rất là đẹp. Còn rất là đẹp. Lam này là lam nhông anh em nhé. Rất là đẹp luôn. Trơn, rất là trơn. Mình kéo cái xích nó chạy. Hàm rồng mặt mũi còn rất là đẹp luôn. Máy không có nứt, không bể. Này anh em này, đáy máy này, đây là cái máy lúc nãy mình đặt ở trên cái tấm bìa nó nhớt không á, nên là nó bẩn đó. Đó, máy zin toàn bộ nha anh em nhé. Rồi, xin chào anh em và tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại.